Mà sao đợi đợi em lâu vậy? Anh Phúc đi không nổi. Phải, không phải là loại cô số khó không biết thêm Phúc được hả? Phúc ở đâu mà tìm không ra? Ngoạn ngoan bên, ngoạn bên ngoan. Chọn khách sạn mình á. Bên ngoan ngoan. Chọn khách sạn mình á. Ta đó. Bên hoàng ngoan. Nói gì vậy? Bây giờ xin mời các khách mời giới thiệu về mình. Mình giới thiệu là mình yêu tuổi, tên gì, có người yêu hay chưa? Đúng rồi, đỡ tới nữa là anh Giang giới thiệu cho, anh Giang làm mai làm mối cho. Ok. Xin chào Việt Nam, mình là Cung Chua Đồng Quê. Xin chào Việt Nam, mình là Cung Chua Đồng Quê. Mình rất thích đồ ăn Việt Nam. Dạ. Hồi nãy ông Giang vừa nói là giới thiệu bao nhiêu tuổi. Bao nhiêu tuổi? Để có gì tôi giới thiệu bạn gái cho, bây giờ Cung Chua Đồng Quê. Ok, mình gọi là Cung Chua Đồng Quê tại vì mình rất thích đi ở đồng quê Việt Nam. Mình rất thích khám phá đồ ăn Việt Nam ở quê. Và mình là như Cung Chua Đồng Quê, mình là Nhiên Nhân, là Pháp, rất là Nhiên Nhân. Đó, chào mừng William đã đến với ngày hôm nay mà. Welcome. And right now, Rung Lắc. Ok. Rung Lắc hả? Tên tiếng Việt là Rung Lắc. Xin chào, muốn là Trung Lắc. Và em là tên từ Hàn Quốc. Và sinh năm 1993. Thì 29 tuổi. Trời ơi, em còn trẻ quá ha. Và rất nói tiếng Việt 4 năm thôi mọi người. 4 năm Việt Nam nói tiếng Việt ghê không? Lee Min Ho. Lee Min Ho là... Lee Min Ho hôm nay rất là... rất vui được gặp Lee Min Ho hôm nay. Có giống Lee Min Ho bên nước bạn không? Không luôn à. Đẹp trai hơn chứ? Wow, đẹp trai hơn chứ? Wow, okay. Không, anh mắc có sự đắn đo. Anh mắc có sự đắn đo nha. Tuyệt vời. Và... công việc chính của mình là gì? Chính mình là kinh doanh. Ở Việt Nam dạ, và kinh doanh và cũng có YouTube cũng làm YouTuber. Chúc mừng đến với chương trình. Hey, đây. Hey, Phúc ơi. Mình phải English làng hoàng nào. Phúc là nói rành nhất. Các bạn ơi, Phúc mà đây. Phúc rất là hân hạnh tham gia vào chương trình này. Phúc phải nói với mọi người rằng vợ của Phúc là người hâm mộ của chương trình này. Và nói với Phúc, nếu Phúc lên đội nào, đứng lên đội của Huy. Nếu Phúc lên đội nào, đứng lên đội của Ngô Kiên Huy. Rất là xui xẻo mà Phúc không chọn sao? Trời ơi, cái vận xui đã ra tới thế giới rồi. Vận xui đã ra tới thế giới rồi. Rất là lúng lẻo, xin lỗi mọi người ơi. Các khách mời của chúng ta đều là những người bạn ngoại quốc đến từ ba châu lục khác nhau. Ngày hôm nay, 6 cast sẽ là những đại sứ du lịch giúp cho các người bạn ngoại quốc hiểu hơn về vẻ đẹp văn hóa, thiên nhiên, con người Việt Nam chúng ta. Do đó, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay có tên gọi là Chuyến du lịch cùng những người bạn ngoại quốc. Xin chào mừng tất cả các bạn. Ôi. Vừa rồi chúng ta đã có một đội về trẻ nhất. Đội mình về nhất. Đội về trẻ nhất, đó là đội nhất của Dương Lâm, của Kim Huy. Anh đi, bữa nay có người nước ngoài, đừng để ta nghĩ xấu về anh em mình nha. Để người nước ngoài. Đây là đội trẻ nhất hả? Đây là đội về trẻ nhất. Trong chương trình, chúng ta có một linh vật mang biểu tượng xui xẻo. Xui. Các bạn sẽ tìm xem thành viên nào xui xẻo nhất. Bằng ly nước, uống thuốc độc, cà phê hay nước mắm. Nước mắm. Lần đầu Phúc xem chương trình này nghĩ là Jennifer là tui xác của Huy. Không biết là một phần của chương trình này nghĩ là phụ kiện của Huy. Không biết mà bây giờ hiểu. Rồi chọn đi ạ. Khách tới nhà không gì thì chọn chút gì ạ. Cũng cà phê ạ. Phúc nghĩ là ly này. Trời ơi. Tí xa mà gần, tí gần mà đau. Một. Ê, từ đi. Uống hết luôn, 100%. Chill, ok. Yeah. Chill and feel, ok. 3, 2, 1, go. Tự nhiên anh chill and feel ra. Xui xẻo, nói gì? Anh nói là Huy là chill and feel chứ phải là chill and phum. Cái này chill and phum, chứ phải là chill and feel. Cho chị cái khăn này. Không, đừng. Anh ơi, ôi giời ơi. Coffee and nước tương à? Tương à? Nước tương chứ mà nước mắm. Thôi, quần áo này nó không dính. Ok, Phúc nói đúng, đó là tươi sát của Huy. Đúng là Huy, đúng xui luôn á. Đúng xui. Sao xui dữ vậy ta? Ở
bỏ cậu vô đây nè. Chill and full mà chill and feel. Ở Việt Nam chúng tôi nói là khi vợ đặt tỏ, wife knows best. Yeah. Vợ nói là húi xúi xẻo và phải đồng ý với vợ. À. Là nóc nhà. À, cảm ơn Phúc. Ủa, trời ơi, nó được cái dây chuyền anh. Mời mời. Là phơ. Trời đất ơi. Phở nha. Phở nha, phơ nha. Bây giờ chúng ta sẽ quyết định bữa sáng bằng trò chơi đầu tiên là đá cầu. Ôi. Đối nào thắng ở trên này. Đá cầu gì nữa? Đá cầu á. Đá cầu. Đá cầu. Ok. Lượt tân sẽ được tính khi chạm bằng chân và đùi. Kết quả của mỗi đội sẽ được tính bằng tổng lượt tân cầu của 3 thành viên cộng lại. Đội nào có nhiều lượt tân cầu nhất là thắng. Đi đá cầu không? Dạ, biết. Phúc xém rồi nhưng mà chưa chơi. Biết đá cầu không trời? Không. Đá qua đá lại thì được. Biết đá cầu không trời? Không. Đá qua đá lại thì được. Không, em không chơi được không? Sao vậy? Anh bị cái gân nữa. Đúng rồi. Em là bị lưng. Lưng bị ấy. Cơ nặng nữa. Bây giờ đội nào sẽ đá trước ạ? Đội về nhất đá trước. Đội về nhất đi ạ. Không, đội về nhất phải đá sau chứ. Đội. Đúng rồi. Đội về bét đá trước chứ. Không à. Đưa em đi. Tôi không biết đá. Đá đi rồi. Tôi chỉ đá cho đầu thôi. Để xem đây. Đá đi. Đá bóng với đá cầu. Vậy vậy đó nguyên đến tiền. Nghe chúng bạn hấp dẫn tiền. Tập trung chứ hai năm được đâu. Hai năm được đâu. Đúng vậy. Đúng là cho đi khác lẹo miệng mà học bài. Mạnh lên Tuấn. Hết lực cho em. Một. Một. Đội bên này là Lam đi. Điểm nha. Cái dòng mình tập nó dễ lắm chứ đá thiệt. Tập trung. Một. Hai. Ba. Hai. Một. Hai. Ba. 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 Bốn nha. Một trái thôi anh ơi. Ba. Được. Nó chưa cho anh đánh chi chứ chứ vậy? Rất là đấy. Will. Anh Will. Thì là anh đô thiên. Có lên Will. Hay quá. Là mới bằng mình thôi đó. Kết rồi. Con mình về cho anh. Áp lực quá. Phúc đi. Làm vợ hãnh diện nha Phúc. Phúc ơi, mình không xui. Rồi. Cho mọi người biết trước, Phúc đã chơi đá bán Nam. Luôn luôn là goalie. Okay. Yeah. Không thích trai. Để tôi coi. Từ từ. Cho mọi người biết trước, Phúc đã chơi đá bán Nam. Từ từ. Hai trái. Bám lại rồi. Không. Phúc đó. 5 6 hay quá Hiếu. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 chân mình với Nam. Chân mình với Nam. 19 20 chơi với ai chơi? Sao vậy? Đá dữ vậy Hiếu? Đá mà không được anh em vậy trơn hả? À. Đá cho anh làm anh biết chứ. Đá cầu chứ. Trời làm gì em hiểu. Em hơn thua với nó đấy rồi bây giờ thấy chưa? Bên mình nhiêu rồi? 3 lần. Ba. Đá bành giỏi biết đá cầu sao nè. 20 cái gì? 18. 40 cho anh. Đá bành giỏi trời. Chris rất thích bóng đá đúng không? Bóng đá với đá cầu khác nhau. Chết rồi. Chết rồi, nó vô nhịp rồi. Nó vô nhịp rồi. Nó vô nhịp rồi. Ê, nó vô nhịp rồi. Chín. Đâu đi nữa. Mình là xu nha. Có nghĩa là gì mọi người? Có nghĩa là Trường Giang không cần phải đá luôn á. Không cần. Em thấy cái giá trị khi mà em về đội anh chưa? Đúng rồi anh. Trời ơi, hôm nay mình là vũ bảo nha. Vũ bảo. Trời ơi. Cả gặp nước đó. Gì vậy? Anh ơi. Đúng đó. Nó mới rớt là một cái đó. Thôi, mày là chưa đá chưa? Nè. Nói đây ra mọi người đừng lo lắng, em ngày xưa trong tuyển đá cầu quốc gia mà. Mấy rồi? 5. Để coi. 6, 7. Đúng rồi. 8 của ơi, 9. 8 của ơi, 9. Quý ơi, 10, 11, 12, 13. 13. 13. 13 vậy. Ôi, tôi không cần phải đá cầu hay đá gì nữa cả, mặc dù tôi đá cũng được lắm.
Ồ trời, vậy là mình là gì? Quá tuyệt vời. Mình là gì? Hai chó. Ủa, thiếu một cái. Thôi đã nè, sắm cái giò chi, đá không được à. Em chỉ muốn là cho tỷ số nó xích sao em thôi. Em kéo rồi, cho em thấy cái đầm mới lộn cái áo đi. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Em đá nó mới được, nó bị dướng trong cái gì đó. Dạ nóng quá, cho tụi em hai cái đầm đi, mồ hôi chảy quá rồi nè. Không, wow, nghĩa là Lan đang mặc một đồ rất là đẹp. Kết quả đội Trường Giang chiến thắng, các bạn sẽ được dùng bữa sáng ngon miệng. Yeah. Hai đội còn lại, các bạn sẽ chơi thêm một trò chơi nữa để tìm ra thêm một đội được quyền ăn sáng ngon miệng. Tôi rất buồn Hiếu luôn á. Dạ. Bữa sau chơi gì thua để được chơi hai ba lần. Trời ơi. Chơi cái gì mà chơi lần cái thắng. Đã không? Không cho, không cho tôi chơi thế này, để tôi chơi nè. Ừ. Trời ơi, trời ơi. Hay quá. Trời ơi. Rồi chơi chưa? Rồi hay chưa? Hay dữ chưa? Con gái à. Trời ơi. Trời ơi. Vẫn hơn nhiều người có hai cái. Bây giờ trò chơi tiếp theo của các bạn là kéo co bằng tay. Luật chơi như sau: lần lượt mỗi đội cử ra một người để kéo co với thành viên đội đối phương. Mỗi người sẽ phải kẹp quần áo vào tay của mình và kéo nhau. Thành viên đội nào bước qua vạch hoặc bị tuột kẹp ra khỏi tay coi như thua. Nè, anh thử cho. Ngồi công tâm. Đội anh thắng, đội anh thắng, đội anh thắng rồi. Kẹp bên kia luôn cho hiểu. Ủa, hay vậy? Wow. Ôi. Wow. Thú vị. Wow. Noel đừng mua cái thông, hãy là thông Trường Giang. Kẹ, anh nói kẹ là cứ uống tay liền nha. Dạ, dạ. 3, 2, 1, 4. Thế đó là em nghĩ là trò chơi này. Em nghĩ là đầu ai sẽ thắng. Em không biết nữa, nhưng mà em thấy là cái lực là anh Nguyễn Quy sẽ chọn sẽ đó cứng hơn. Rồi, để cho phần phần thi hấp dẫn hơn, mời hát bài hát. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Kéo qua, kéo qua. Đừng quá. Ôi. Ôi, mày đi. Nằm luôn rồi. Kéo Quy ơi. Kéo Quy. Đúng rồi, cái cổ anh đi. Anh muốn một vòng lên Quy. Đúng rồi, đúng rồi. Tù lên, nó tù lên. Tù cây thú á. Tù cây thú á. Không được cảm cái dây. Cố lên anh ơi. Ủa? Ủa em mạnh lắm mà. Em mạnh lắm mà. Sao bên đây nó tụt tụt á. Tụt gì đâu tụt. Anh quên rồi. Quên rồi, từ từ quay, từ từ quay. Tập trung đi. Quay á, ngậm miệng lại. Quay á, ngậm miệng lại. Cố lên quay. Cố lên quay. Em ơi, qua bên đây chơi nè. Em ơi, chơi mà chơi mà chơi. Đi với em được. Đừng lo. Giật, 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 giật em ơi. Cố lên. Ôi, ơi, kêu đi. Trời ơi, chơi tì vô cái cạm này đâu chơi vậy đó. À, đó, đó, đó. Đó. À, đó, đó, đó. À, đó, đó, đó. Ủa? Quy, cái liễu đi chạy, chạy. Anh thua là do anh Giang đó. Trời ơi. Làm khùng làm điên. Em bị viêm tay nhỏ, lỗ tay. Lỗ tay này mọi người. Nè. Trời ơi, đỏ lè luôn rồi. Đỏ lè rồi. Trời sưng lên luôn rồi. Trời ơi, hoại tử rồi. Em muốn thách đấu với anh. Thách đấu hả? Tôi mới thách đấu với em. Bằng môi dưới. Bằng môi dưới. Môi dưới. Trời ơi, em thách cái đâu cả Việt Nam ai chơi lại em. Môi dưới. Tôi muốn anh chơi môi dưới với tôi. Chơi em luôn à. Mời anh. Môi dưới đúng không? Môi dưới. Môi dưới. Chờ cái môi đó được mình được. Một bên lỗ mũi. Môi đi, môi đi. Môi đi. Môi ok đó. Môi không đâu, cái lỗ mũi mới đâu. Đó. Lỗ mũi mới đâu. Không ăn được em ơi, chứ đừng ăn còn ăn nữa. Tôi cũng thách môi đi. Lỗ mũi đi. Môi. Lỗ mũi, môi chơi. Mũi em môi sữa. Môi chơi lại. Mũi sữa. Mũi sữa. Môi chơi lại ta đâu. Tôi muốn mũi à. Đúng vậy. Tôi muốn kẹp ngay sống mũi à. Chơi được chơi thôi. Chơi được chơi được thôi à. Cánh mũi được không? Cánh mũi đi chứ sống mũi sao vô. Cánh mũi, cánh mũi.
cán mũi thì tôi muốn ngay giữa à, để lấy luôn cái sống mũi ra. Lấy cái sống của anh ra thôi. Anh bứt cái sống của anh ra. Lâm ơi, Lâm, anh nói nè. Cái gì? Rớt ra ở đây không. Bác sĩ đó là 10 năm phải làm lại. Không phải, làm được 9 năm rồi. Còn 5 một nữa. 1 năm sau sẽ làm lại cho nên tôi chơi với anh. Vô, rất nhiều thẩm mỹ viện đang chờ đón mình. Đúng. Một là mình sẽ làm tốt hơn. Hai là hoài tử. Hoài tử. Hoài tử. Hoài tử. Đó, 1, 2, buông tay, buông tay. Đau quá, đau quá. Buông tay, Tuấn Thắng là buông tay. Buông tay. Buông tay mà. Anh ơi đau anh ơi. Anh ơi đau quá anh ơi. Đau quá, đau quá. Anh ơi đau quá anh ơi. Hồi chảy máu càm á. Đau lắm. Thôi tay đi. Cái cổ. Trái cổ không, cổ bị nhùm lắm. Ngồi đi. Ngồi trên. 1, 2, 3. Cười lên. Kèo đi, kèo đi. Cười lên. Let's go. Trời ơi, ghê quá. Gồng lại, gồng lại. Ngày xưa bên dòng sông có hai người đeo lắm em ơi. Đeo đi, đeo đi. Trời ơi, kiểu này là nó về nó chạy ra luôn đó. Em ơi, kéo anh, đừng kéo anh. Kéo đi, kéo đi. Anh kéo đi. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ. Lùi lại làm. Sắp thua. Cố lên. Ok, go. Yeah. Ủa sao trời ngu quá vậy? Ai đào á? Ai à, trời ơi. Kết thúc lẹ đi. Trời ơi. Ê bây giờ để về cho nhảy dây được không? Đừng ai đụng gì tới cái dây hết đó nào. Trời xuống, ơi. Xuống xíu ra, xuống xíu ra. Sắp xíu ra, sắp xíu ra. Đá bên dây đá cờ hồ này. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ơi xin. Ba 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 ba. Dắt một cái là sẽ cái môi. Ở dưới bè có mấy đứa chơi dở đó. Cái nhảy mà nó dính lại á. Cái nhảy mà nó dính lại á. Cái nhảy mà nó dính lại á. Áp lực quá. Đừng chơi như vậy. Sập tay, sập tay, kéo lên. Cái gì ta? Cố lên lên, cố lên. Chờ dẫn với tam nha. Kéo đi. Cố lên. Cố lên. Không nghĩ vậy. Đau quá. Em ơi, về đây em ơi. Tâm phụt khẩu phụt. Trời ơi, giống dắt chó đi dạo vậy. Như vậy, đội của Kiều Minh Tuấn, Chris Phan và Will đã chiến thắng. Đối với hai đội thắng, chúng ta đang có bữa ăn sáng rất là thịnh soạn. Chương trình đã chuẩn bị cho các bạn tại một nhà hàng sang trọng. Trời ơi. Ở Quảng Bình có một đặc sản là sâm bố chín. Đó là một loại sâm tiếng vua ngày xưa. Và bây giờ các bạn sẽ được ăn sáng tại nhà hàng với những món được làm từ sâm. Đội thua, các bạn cũng được ăn sáng với số tiền trong phong bì này. Và các bạn sẽ di chuyển ra chợ Đồng Hới để ăn sáng. Xin mời các bạn lên nhận chợ. Ra chợ sao không chị? Có nhiêu ạ? Quan trọng là nhiêu tiền á Huy. Trời ơi. Mở ra coi, mở ra coi nào. Nào. Là 30 ngàn á, để mỗi đứa ly xăm mỗi lượng á. 50. Được mà. Làm gì mà 50 ngàn á. Không bình như anh hả? Được rồi. Được, 50 ok. Ok. 50. Cơm với lại muối mè. Khởi đầu tụi mình. Nó mì mà. Bánh mì 15 ngàn ổ. Cũng được. Bánh mì xăm. Không có đâu. Chuyến trở lại này thưa quý vị là khả năng là đội mình là ngon á. À. Dạ đúng rồi. Đó, ủa đây cũng được ăn nhà hàng hả? Dạ, đúng rồi. Ồ, 50 ngàn đi chợ, leo. Đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do. Yeah.